Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em giải cho các em các bài học có tựa đề Sông Hương, trang số 46. Các em hãy mở cái quyển bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo trang số 46 ra. Cô sẽ giải cho các em cái bài học của ngày hôm nay nha. Bài số 4 Sông Hương. Đầu tiên các em sẽ nghe và viết cái bài Sông Hương này nè, từ mỗi mùa hè cho đến giác vàng luôn. Phần này cô sẽ để cho các em tự viết và cô sẽ chuyển tiếp sang cái phần câu số 2. Câu số 2 thì các em sẽ điền vào những cái chấm chấm đó, vần eo hoặc là vần oe vào cái chỗ trống, và các em có thể thêm cái dấu thanh nếu các em cần thiết. Vần eo và vần oe. Cô ví dụ, cô có khéo, khéo léo. Khéo léo, như vậy chúng ta sẽ điền vần eo. Tiếp theo, lóe sáng, vậy là vần oe. Lóe sáng. Tiếp theo, khoe sắc, rồi trong veo, tròn tròn xoe, cuối cùng là mạnh khỏe. Câu số 3, các em sẽ điền vào cái chỗ trống. Câu A, vần yêu yêu hoặc là i e u yêu. Những hạt sương mát, những hạt sương mát dịu. I u yêu. Níu nhau, níu nhau, trĩu trên cành. Níu nhau, trĩu trên cành. Bầu trời rất là xanh, nắng vàng đang khiêu vũ. Theo nhật quang. Câu B, vần an hoặc là vần an, và thêm cái dấu thanh nếu các em cần thiết. Ngọn gió thì quen bờ ngang. Ngọn gió xa mẹ, lang thang đêm ngày. Ngọn mướp thì ưa leo cây, rủ đàn bướm đến nhảy dây khắp giàn. Theo Nguyễn Ngọc Ánh. Các em xem kỹ lại câu B một lần nữa ha. Câu số 4, các em sẽ viết tên. A, viết tên một cái dòng sông, dòng suối hoặc là một cái dòng thác. Rồi, các em biết được tên dòng sông nào, chúng ta mạnh dạn viết vào. Ví dụ như là sông Hồng nè, sông Hương. Sông Hồng.
Rồi, sông Hương. Câu B, một cái ngọn núi, một cái hòn đảo hoặc là một cái bãi biển. Các em biết ngọn núi nào, bãi biển nào? Ví dụ như là núi Hồng Lĩnh chẳng hạn. Núi Hồng Lĩnh. Hoặc là biển Vũng Tàu, Nha Trang, Cần Giờ chẳng hạn. Đó. Rồi, cô chuyển sang câu 5. Các em sẽ viết từ 2 đến 3 câu giới thiệu một cái cảnh sông nước hoặc là núi non mà các em biết. À, các em biết được cái sông nước hoặc là cái núi non nào đó thì các em sẽ viết vào. Sông Hương. Sông Hương. Là con sông lớn. Chảy giữa lòng thành phố. Chảy giữa lòng thành phố Huế. Chấm. Dòng sông xanh. Phải trong vắt. Trong vắt. Lung linh màu ngọc bích. Lung linh màu ngọc bích. Chấm. Ta chuyển sang câu số 6. Các em sẽ đánh số vào cái ô vuông trống để cái sắp xếp thứ tự các công việc cần làm của một cái tấm bưu thiếp và chúc mừng ở tấm bưu thiếp chúc mừng mẹ hoặc là cô nhân ngày quốc tế phụ nữ. À, cô sẽ hướng dẫn cho các em đánh dấu. Đánh dấu có nghĩa là chúng ta sẽ đánh cái thứ tự đó. Cô có là 1, 2, 3, 4, 5. Thì các em sẽ thấy cái bước nào đầu tiên thì các em sẽ đánh dấu số 1. Rồi tiếp đến chúng ta làm gì, rồi tiếp đến nữa. Đó. Các em làm gì chúng ta sẽ đánh số 2, số 3, số 4 đến số 5. Như vậy, đầu tiên mà các em sẽ làm một cái tấm bưu thiếp để chúc mừng mẹ hoặc là cô thì các em sẽ chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết, đúng không nào? Mình muốn làm cái tấm bưu thiếp thì mình sẽ mua những cái vật liệu cần thiết. Như vậy,
Chuẩn bị các vật liệu cần thiết là bước đầu tiên. Rồi, sau đó chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ vẽ cái hình bưu thiếp. Mình mua giấy màu hay là cái giấy, rồi mình sẽ vẽ lên, vẽ cái hình bưu thiếp lên. Tiếp nữa là mình sẽ cắt theo hình đã vẽ. Tiếp theo là mình sẽ cắt theo hình đã vẽ. Vẽ xong rồi mình cắt. Sau đó thì mình sẽ trang trí cái bưu thiếp. Và cái bước cuối cùng là các em sẽ viết cái lời chúc mừng cho mẹ hoặc là cho cô. Đây chính là các cái bước mà chúng ta sẽ làm một cái tấm bưu thiếp. Cô chuyển sang câu số 7. Câu số 7 các em sẽ viết từ 4 cho đến 5 câu. Mình sẽ thuật lại cái việc mà các em làm bưu thiếp. Nó cái việc làm này nè, mình viết lại á, nó cũng hầu như là nó tương tự như ở các bước ở trên, nhưng mà các em sẽ viết cho nó tròn chỉnh hơn, nó viết sẽ có ý nghĩa hay hơn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị các cái nguyên liệu cần thiết, cái nguyên vật liệu cần thiết ha. Đầu tiên phải em chuẩn bị các nguyên vật liệu, em chuẩn bị các cái nguyên vật liệu cần thiết. Chấm. Tiếp theo em vẽ cho bưu thiếp, tiếp theo em vẽ cái hình ảnh trên bưu thiếp. Vẽ hình ảnh cho bưu thiếp. Và cắt theo hình đã vẽ. Và cắt theo cái hình đã vẽ. Chấm. Sau đó em trang trí bưu thiếp. Sau đó em trang trí bưu thiếp em trang trí bưu thiếp theo sở thích của mình. Theo sở thích chấm. Cuối cùng em viết lời chúc và gửi tặng. Cuối cùng
em viết lời chúc và lời chúc mừng và gửi tặng bưu thiếp và gửi tặng bưu thiếp đến cô giáo chấm. Rồi, đó là cái phần chúng ta viết lại cái cách làm bưu thiếp. Các em xem trước khi cô chuyển sang một cái câu tiếp theo, đó là câu số 8. Cô chuyển tiếp sang câu số 8 thì các em sẽ viết vào cái phiếu đọc sách đó, những cái điều mà em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn quê hương. Chúng ta đã đọc một cái bài nào thì các em sẽ ghi vào. Đó là bài Em yêu thủ đô. Rồi, tác giả là ai? Phần nào mà các em đọc trong cái bài văn, bài thơ mà không có thì chúng ta có thể bỏ qua. Đó. Cái này bỏ qua nè, những cái từ ngữ như là cháu yêu Bác Hồ, ôi xin lỗi, cháu yêu Hà Nội. Rồi, câu văn, cái nào không có thì các em không ghi ra ha. Rồi, tác giả, rồi cảm xúc, đó là tình yêu thủ đô của các bạn nhỏ. Tình yêu thủ đô của các bạn nhỏ. Rồi, bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như là cái chuông bên góc tay phải để là người nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.